đi vẫn. Anh đây một người tốt nghiệp 7-8 người đi ha. Mấy cái hoa này á, hình như là hoa lài hay sao, có cái mùi hoa lài thơm lắm nha. À, trường học nó trồng cái hoa này là thơm lắm. Này nghĩ chắc hoa lài. And now the part that you have all been waiting for. Jaden to the Tien. Catherine Limberley. Mason Nam Quinn. Các bạn, hôm nay mình đi dự lễ tốt nghiệp lớp 12 của cháu mình ở Mỹ. Giới thiệu cho các bạn xem cái trường cấp 3 ở Mỹ nhìn sao, có giống như Việt Nam không ha. Với lại cách làm lễ tốt nghiệp ở bên đây làm sao ha. Hôm nay mọi người làm lễ tốt nghiệp nên mình không có chỗ đậu xe ở trong trường. Mình đi trễ, hết chỗ đậu xe phải đi ra ngoài khu dân cư bên ngoài nè. À, trường này là trường Milpitas High School. Mình đậu xe phía bên công viên rồi mình đi bộ qua trường học. Nó xa xa kia là trường học nè. Nó cũng có nhiều người không có chỗ đậu, đậu ngoài đường đi bộ lại giống mình nè. Cấp chớp có đi được không vậy? Nó có đỏ không? Mình kia có bán đồ để tốt nghiệp kìa. Không biết Thảo mua cho Lê Thành không ta? Bấm không? Qua luôn đi hả? Hôm nay người đi bộ được ưu tiên, hôm nay đi giữ lại tốt nghiệp ưu tiên xe đậu lại nè. Hồi nãy chị Thảo gọi điện nói là ở trong trường là không còn chỗ đậu xe nữa nên nói mình đậu ở bên ngoài. Hôm nay một người tốt nghiệp 7-8 người đi ha. Đây là Milpitas High School. Trường này là trường của mấy đứa con của Thảo học. Đây là mình cho các bạn coi văn phòng hiệu trưởng nè. Principal. Principal office. Có người mua hoa không? Mới đi coi biểu diễn cái gì múa lân đó. Ở đâu ra mà mười mấy năm. Thư viện kế bên thư viện có textbook là chắc là chỗ bán sách luôn. Mấy cái hoa này á, hình như là hoa lài hay sao, có cái mùi hoa lài thơm lắm nha. À, trường học nó trồng cái hoa này là thơm lắm. Này chắc hoa lài. Có xe điện đi nữa kìa sao. Ngoắc xe điện lại chở đi cho lẹ. Bên đây hay bên đây sao mà thấy như bên đây đông người hơn nè. Bây giờ đi theo bên nào đây? Nam Sơn tiểu lộ hai đường, không biết đi bên đây hay đi bên đây. Chắc bên đây nè. Đây thấy xa đông người nè. Như đi bên đây đúng rồi nè, thấy bên đây đông người. Em coi thấy mấy cái cục giống như trang container này là lớp học nè. Ở đây lạ lắm nha. Mấy cái cấp 1, 2, 3 đó là mấy cái lớp học nó làm giống container lắm. Mà chắc nó container thiệt quá không biết. Wow, đó. Đúng rồi, vô đúng chỗ rồi, còn phải có vé nha. One. Này là mình làm lễ ở sân vận động. Đứng đây đứng ngó không?
nay đứng ngó mới biết được là Thảo ở đâu chứ. Sao con kịch có mình mẹ hả? Nhưng mà quay khó thấy quá, đâu có thấy được nó ra. Ủa, nó đang ở trong đó hả? Ừ. Mà biết đứng thế nào. Mà giờ không nhớ nó hàng nào. Nó rồi đi hỏi nó coi. Nó chưa có cho ra chụp hình hả? Chưa, mới vừa ra mà, nó mới vừa trong bên trong nó đi ra mà. Giờ nó không chịu chụp hình, hồi trời tối chụp lại. Đó, giờ nó phụ huynh đâu ngồi đây, nhưng ngồi khán đài tụi nó quay cái mặt về cái hướng đó ai coi. Ai chị Thảo đẹp quá ta. Đúng là được không? Mình lên cái đá ngồi quay lại nó dễ hơn. Hôm nay chị Thảo đẹp quá ta. Mà trường là sắp xếp bàn kỳ quá, tự nhiên mà sắp xếp nằm ngay cái góc đó rồi mọi người ngồi ở sau lưng rồi. Rồi nó ngồi rồi, ngồi sau lưng rồi sao mà thấy mặt nữa quý phim. Không biết đó là thằng nào. Rồi cái thứ đi đâu? Nó đi với cô Bì á. Dạ hả? Hai Bì hôm nay đẹp trai quá vậy Bì. Có gì con phải lại dẫn ba mẹ với bà ngoại đi. Đi đâu vậy? Dẫn đi gặp cây thần. Nó biết chỗ ta rồi. Where Catherine? Hả? Where Catherine? Oh, hi Catherine. Where was you? We over there. Over there, mẹ. Over there. You see, mẹ? You see your mom? I'll wait for you, Dasha. Kêu ba xuống vậy? Ờ, mẹ kêu ba xuống. Ok. Are you in the gate? Four years, and we finally made it together. Today is not about me. Okay, now go to the YouTube. But it's about all of us as one collective. Today is in our collection. We all left Moon River as a sophomore slump. What did you pass with the name? You're so handsome, huh? Làm lễ
thấy được tiếng máy mà là giờ trời nó tối xuống rồi, sân vận động nó mở đèn lên rồi nè, thấy sân vận động nó lại đèn lên nè. Rồi bây giờ tắt nắng bắt đầu nó sẽ lạnh xuống nè. Thấy chưa, thấy con có kinh nghiệm không, nên phải đem theo lạnh thấy không? À chị đi ở đây mà tắt nắng thì cái là nó lạnh rồi ha. Earlier, I said it was loud, and it's this year's valedictorian. Please join me in welcoming Clayton Yi Wong. Chờ club, chờ club. Có cái này mình thành năm. Có. Đâu? Đó là cái này thành Quỳnh. Đây nè. Đó, đây đây Tình Huỳnh nè. Hôm nay đi Tình Huỳnh nè. Tốt nghiệp. Tốt nghiệp lớp 12. Con của Hiếu nè. Con của Hiếu nè. Thi Điền Nguyễn. Cái bằng tuổi này thành hả? Don't mind the hat just yet. Đứa này Hiếu đâu có đi con Hồng Nguyễn nhiều quá. Ủa vậy hôm nay Hiếu đi không? Ai biết. Trường năm nay sắp xếp ghế ngồi kỳ quá, mình tham dự mà mình không có nhìn được người nhà của mình. Quay cái lưng lại mà. Thử lên trên đây cho thấy không? That you have all been waiting for. On behalf of the Board of Education of Milford Unified School District, I proudly certify you as the class of Milpitas High School 2020. Justin Tran. Viz David Muego. Dat Nguyen. Jalen Hebert. Christopher Randolph Lai. May Gonzalez Pronuevo. Jesus Iboa. Me, Quan Fang. Castle's coming down. Leo, Yo. Tori. Tori. Ayushi, Sha. Evelyn, Evie, Michelle, Franco, Enriquez. Jasmine, Yanitza, Vasquez, Bot. Sandhu, Jaden, Trời ơi, đi đứng đi dài con gái vậy. Con Nguyen. Z
Dylan Min Nguyen. Ê, tính là nó lộn trong Ryan C. Nguyen. Tien Deng. Kang D. Phan. Catherine Limberle Kerr. Caroline Margarita Enriquez Garcia. Hu Le Nguyen. Hu Loc Le Nguyen. Shania Ishi Malik. Nathan! Nathan Nam Quinn. Nathan Nam Quinn. Mà hôm nay làm lễ mất 3-4 tiếng rồi đó. Hôm nay thứ 6 nên ok. Đi từ trời sáng cho tới trời tối. Nhưng mà làm lễ buổi chiều này được cái là mình đỡ cho bị nắng. Mày nếu mà nó làm buổi sáng rồi mình tới trưa là mình bị nắng đó. Ê cô bì, gặp ở đây chụp hình được không? Nó hổ hoài không được con, nó hổ hoài. I don't think so. I don't think so. Yeah, mà để kêu Nathan gặp outside đi. Nathan đi rồi. Nathan đi ra ngoài được không? Nó đi chưa? No, he's sitting down. But yeah, like, sit down, chứ đâu đi ra được. Hôm nay đi làm lễ ra trường cho Nathan. Nathan. A cock Congratulations, senior class of 2018!
Now for the moment we all been waiting for. Nó ngó thẳng thẳng cực kỳ mặt hơn họ chưa thấy còn là lừa lưng không. Like turning the page to another chapter of our lives, please join me and turn your tassels from right to left. Congratulations, senior class of 22! No, where your class is going? Oh, the octopus class? That's my biology. Oh, biology class? He's a biotech. Go on. Where are you? No, because later said we're going to be here, but then just go up there. Then we go back? Yeah. Oh, Oh, yeah, sao? We just go up there. You go back to there? Go up there, go to the stadium? So this way. Oh. Đây là phái đoàn đi dự lễ tốt nghiệp từ 5 giờ chiều. Đi từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối mới được ăn. Mấy quán nghỉ hết giờ, còn có quán 90 độ mở tới 12 giờ khuya nè. Giờ ghé vô ăn lễ tốt nghiệp. Đi dự lễ tốt nghiệp không mất hết ngày.
90 độ. Vậy là bên con. Vậy là bên con mấy người nói đi phải trong cái qua bạn. Quán trang trí đẹp hả? Ngồi trong không? Ngồi trong hay ngoài? Ngồi, muốn ngồi trong hay ngoài? Nó dạ. Chơi rồi. Đó, nó không bị đến hả? Ê, hey. Kìa nó tới. Vậy đi thành tới chưa? Chưa, đi thành lỡ lúc con đi nó chưa chạy nó đến. 10, gần 11 giờ khuya mà mọi người cũng ăn đông quá hả? Hôm nay cuối tuần. Quán này nó có ở phía ngoài và ở phía trong. Nhóm mình bao nhiêu người? 13 người hả? Cái số hên dữ hả? Này phở 90 độ. Hình như là đó cháo cô Hương làm đấy hả Bê Nguyên? Ừ. Nếu mà mình ở khu vực San Jose mà tối có lỡ đói bụng á thì giá 90 độ ở Vietnam Town. Cái mô này buổi tối cũng còn thấy đông xe quá hả? Giờ này 11 giờ rồi. Bồ của bị hả? Đây. Ừ. Đó hai cặp đó. Đó hai cặp. Đây hai cặp. Cặp bồ của Nathan với cặp bồ của cô Bì. Hồng chồng á. Thảo ăn chỗ này chưa? Có cái gì hấp dẫn? Được, thì ăn cũng cơm rồi phở. Chắc ăn ăn gà sữa mỡ. Ở tái đập cháy kìa. Nơi ta phở tái nặng gầu. Nó ăn phở bò viên. Không. Đây mình chia thành hai bàn. Mày chờ 13 đợi mấy chị nào mới vô. Sắp tới giờ ngủ rồi mà chị Thảo phải ngồi để ăn mà. Đi đông quá không có chỗ ngồi. Đợi lâu. Đi 13 người không có chỗ ngồi phải tách làm hai bàn. Bàn kia là ta thấy đứng đó đợi để mấy chị nào. Bàn kia bàn nít. Bàn này bàn người lớn. Generation gap hả? Nướng ngon á. Ok, you want it dip? Giòn hả? Ngon. In there? Yeah. Phải nằm gần như đó. Đang khá cá bên đây. Con chưa nó bằng nhỏ luôn hả? Bát hả? Ừ. Tái nằm gầu luôn. Cái này mày nhỏ không? Cho cô nước gì lại ơi. Một xíu. Cái này là của Thảo là đặc biệt hả? Tái nằm gầu. Ok. Tái nằm gầu. Con này là đặc biệt nha. That's easy.
này mình ăn xong cái nó đóng cửa luôn. 12 giờ mới đâu. Thì bây giờ 11 giờ rồi, giờ 12 giờ rồi. Cho con ngồi nha. Mango. Mango. Thank you. Over here. Yeah, này uống sao mà ngủ. Yeah. Nó rất gì. Thank you. What are you? Yeah, anh. Đây là cà phê Hazelnut Mocha nha. Cái này ở những chỗ khác mình thích cái cà phê Hazelnut nhưng mà để mình uống hơi ngon. Của mẹ làm không? Của mẹ cũng ngon. Cái này thì hơi ngọt. Bạn nào thích ngọt, thích bạc xỉu thì chắc thích cái này. Sang, cái này chắc Sang thích. Sang, cái này ngọt không? Uống thử đi. Không đủ một tràng mà. Hơi ngọt, đúng không? Cà phê ngọt à. Nhưng mà em biết Sang em thấy ngọt thì Sang nó vừa. Em phải đắng hơn chút. Đâu, thử miếng cái nào. Mà ở bên Bamboo á, ở bên Bamboo á em thích cái pha cà phê này bên Bamboo hơn. Nhưng mà là tùy người ha, tại vì mình uống hơi mình thích đắng. Còn này ai thích ngọt ngọt thì ngọt. Được không? Ngọt đúng không? Sang đó. Nè thiếu cà phê, thêm một cà phê. Thêm chút. Cà phê chút nữa. Ừ, hơi làm kiểu trà sữa, làm nó làm kiểu trà sữa. Không. Cái nạm gầu, cái nạm gầu. Chỗ này là phở đặc biệt tô nhỏ. Giờ này là nó thực đơn, chỉ còn có ăn phở thôi chứ không ăn được gì hết á. Thổi có xài anh không? Ủa, ổng làm nó xi mà nó xi đâu? Xi, ừ. Ủa, vậy là nó cao hơn mà. Hai chú, trời, quên em báo cho chú Huệ rồi. Này chị Thảo đem vô khoe hình bạn trai tốt nghiệp lớp 12 cho chú qua coi. Năm ba, sáng ba nhà con mới ít hơn. Cái máy này là máy của xe hay máy Thảo? Máy của xe. Bây giờ chú qua không có được đi dự lễ tốt nghiệp thì coi ở nhà khỏe hơn ra ngoài tối lạnh. Trời lúc hết chuyện nó còn mắc hát sao mà. Nó sẽ set up khán đài không có thông minh rồi qua nó sẽ set up sao mà quay cái lưng được khán giả không.